Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 21 tháng 3. Hôm nay, thời tiết khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khá mát mẻ vào buổi sáng sớm, mức nhiệt lúc này phổ biến từ 25 đến 27 độ. Tuy nhiên, nền nhiệt sẽ tăng nhanh lên mức từ 31 đến 33 độ vào gần trưa. Riêng khu vực phía Bắc của tỉnh cao hơn 1 đến 2 độ. Thời điểm chiều tối và đêm, vài nơi có mưa rào và dông. Thành phố Vũng Tàu mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, đôi lúc có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc sét và gió giật mạnh. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm tương đối 79 đến 84%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 81 đến 86%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường. Mực nước tại Vũng Tàu ngày 21 tháng 3 năm 2022, mực nước cao nhất 390 cm, xuất hiện lúc 3 giờ 30 phút, thấp nhất 120 cm, xuất hiện lúc 10 giờ.